con. Cái gì cô thì bá cái quá. Rồi bữa này chúc nó đi. Gì trước? Gì trước đây? Dạ con chúc cô nhiều niềm vui, mạnh giỏi, đóng phim dễ thương, mọi người yêu yêu mến. Rồi, bá Linh Dương. Con bình thường rồi. Người già nhất mắt trước đi. Trời ơi, Thanh Duy là người già nhất. Người già nhất. Chúc cô cười đẹp. Mọi người khen, mọi người khen là cười tự nhiên không giả. Cho em là con già ba đó, anh nói đi. Dạ, con chúc cô hôm nay sẽ xuất sinh quý tử. Đúng rồi. Và chúc cho cô năm nay sẽ kiếm thêm được hai căn nhà thì là vừa. Con chúc cô sinh nhật vui vẻ và con có một món quà dành cho cô, đó chính là cô sẽ mời tụi con tới ăn bún mắm của cô đó.